Hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng về một siêu phẩm mà sau bao nhiêu ngày tháng vắng bóng các bác nhé. Rất là ít khi em Hương về được. Đó chính là một em Hyundai i20. Không phải i30 đâu ạ. i30 thì em Hương có sẵn rất là nhiều. Nhưng i20 nó mới là bản đặc biệt cơ. i20 bản nhập số tự động đời 2015. Zin đét đần đẹt luôn các bạn. Zin đét đần đẹt luôn các bác nhé. i20 số tự động 2015 em đang chào bán với giá là 418 triệu. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe hatchback số tự động bản nhập màu đỏ đẹp mà không hề quá là ngắn nhá. i20 các bác nhìn này, nhìn xa còn giống như là CX5 luôn, rất là rộng rãi và dài. Mặc dù là bản hatchback nhưng không hề bị ngắn đâu. 418 triệu bao hồ sơ. Bác nào quan tâm kết nối trực tiếp qua Zalo, qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Còn bây giờ các bác ơi, dành cho em Hương thêm vài phút thôi để xem hết video này cùng em. Em sẽ review chi tiết, nếu bác nào ưng và thích chiếc xe này thì cứ alo cho em các bác nhé. i20 số tự động với động cơ trang bị 1.4 và em này lên khá là nhiều đồ chơi ạ. Thứ nhất là nước sơn màu đỏ đẹp này, cụm đèn pha là cụm đèn bi salon cực kỳ sắc nét luôn. Đây các bác nhìn này, cụm đèn bi salon sắc nét có dải đèn led này, thiết kế sang trọng trẻ trung, nước sơn màu đỏ đẹp, hai vợ chồng dù là nam hay nữ đều đi ok các bác này. Hiện tại em nó đang là biển 99 nhá. Nước sơn màu đỏ, cụm đèn pha có đèn gầm đầy đủ này. Mặt lưới ga lăng hơi thấp một chút so với xe nhá, vì em nó là i20. i30 thì em lên sóng nhiều rồi, nhưng i20 rất là ít khi em có nhá. Và điều đặc biệt là đời 2015. Đời 2015. Và em cũng nói luôn là chiếc xe này là xe mộc, em hưa chưa qua rửa dọn gì, mới xịt qua bằng nước thôi là lên sóng luôn các bác này. i20 2015 zin đẹp toàn xe, phanh ABS na răng thể thao đẹp cho em rồi. Xin nhan thì được tích hợp ở trên gương, hai tay nắm cửa phía trước thì có phím mở một trạm thông minh đây. Gương kính chỉ số tất cả liền đời, dán giảm cho em cái phim cách nhiệt này, cách âm giảm ồn này, chống nhìn trộm đầy đủ cho em rồi các bác ạ. À, xe thì mới đi bảo dưỡng bảo hành về đấy các bác cứ yên tâm nhé. 2015 em báo zin đẹp thì các bác không quan tâm gì về chất nữa rồi đúng không ạ? Chỉ nhìn về giá thôi, 418 triệu bao hồ sơ. Ai bốc cho em để mua được xe với giá hợp lý nhá. À, đây các bác nhìn này, cụm đồng hồ này khi em mở cửa ra sẽ báo cho màn hình là cửa đang mở này. Vô lăng thì thiết kế ba chấu này, túi khí an toàn nằm ở giữa. Đặc trưng rồi, túi khí an toàn lúc nào phải trên giữa vô lăng rồi. À, có nghe gọi tăng giảm âm lượng đầy đủ cho em nhé. Và em này thì có màn hình Android cảm ứng xịn này, đề lộ khởi hành start top đầy đủ cho em. Điều hòa auto tự động đặc trưng của i20 và A10, đó là điều hòa auto bản nhập đúng không ạ? Cổng sạc 12V hai chiếc này, cổng AUX và iPod có đầy đủ cho em rồi. Những cái đấy không đáng kể vì những dòng xe cỏ còn có thì huống chi là dòng xe gần đời cao như thế này. Củ số phanh tay cực kỳ là sắc nét luôn các bác nhìn này. Em Hương vừa đánh ra một chút để ra ngoài bên đây quay cho thoáng để các bác nhìn video mà đi rất là sướng luôn. Nhẹ, đầm, nhẹ nhưng không hề bị bay đâu nhá, rất là đầm và chắc luôn các bác ạ. Trần nỉ zin, ghế da hai màu cực kỳ đẹp luôn. Quan trọng nhất là gì? Ốc nhái này. Em đã báo zin đẹp toàn xe thì các bác cứ yên tâm thôi. 418 triệu alo em vào việc thôi ạ. Hai quả loa chép này, bốn quả loa to bản này, gương kính thì liền đời theo xe. Tất cả keo chỉ zin, từ các cái lỗ cắt thoát nước cũng gọi là zin đét luôn. Thông số sticker ốc nhái không hề có dấu hiệu vặn mở nhá. i30 2015 số tự động đẹp bản nhập khẩu đây. Xe vừa mới về nên là không tránh được có một chút xước xác nhỏ do sơn si không do vài năm sử dụng. Nhà có con nhỏ không tránh được các bác nhé. Xước xác nhỏ các bác tha cho em. Các bác hoan hỉ cho em ạ. Một chút nữa sau video này em sẽ cho sang bên xưởng spa make up lên một chút là quá là ok luôn. Vì xe cũ thì không thể tránh được việc sơn si lại một chút các bác nhé. Sơn zin nó vẫn là 100% và em chỉ tỉa tót thêm một chút thôi. Nên các bác hoàn toàn yên tâm ạ, cho nó đẹp mắt lên thôi. Còn chất lượng về máy số zin 100% em đảm bảo cho các bác nhà mình. Không phải là chỉ có hai loa chép nhỏ ở trên cánh cửa trước đâu mà em này có hai loa chép ở trên đây nữa, hỏi sao khi mà em đi nghe nhạc nhạc hay như vậy. Nhạc đi đều cả xe, nhạc rất là to và hay luôn các bác nhé. Đây, không tránh được một chút xước xác như thế này đúng không ạ? i20 2015 số tự động đẹp, giá chào bán là 418 triệu. Với động cơ trang bị 1.4. Phía sau xe thì có mắt cảm biến va chạm là bốn mắt cảm biến va chạm có cam lùi rồi, đèn báo rẽ trên cao. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản này. À, ăn hơi sâu một chút vào khoang lắp cốp nhá. Đây i30 đây. i30 đã đẹp rồi mà em nhìn i20 nó còn trẻ trung năng động hơn rất là nhiều luôn. 2015 đời cao đỉnh của chóp đấy ạ. Ốc nhái thì không hề có dấu hiệu vặn mở nhá. Nước sơn màu đỏ đẹp này. Sơn zin là 100%. Sơn zin 100% luôn các bác này. Máy số cũng zin. Gầm bệ, lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ cho em ạ. Còn chần chờ gì các bác ơi, alo cho em đi ạ.
2 năm nay chưa về một chiếc xe i30 nào. Thì hôm nay rất là may khi mà mua được một chiếc xe i30 zin đét toàn xe, 2015 bản nhập số tự động phiên bản hatchback nhóm. Nhìn cái form của nó không hề bị ngắn hay bị tù đâu các bác nhá, nhìn rất là sang luôn. Nước sơn màu đỏ đẹp đấy ạ. Ví dụ như chỗ này. Đây em sẽ quay trực tiếp nhá. Bình thường những salon khác là không chia sẻ thật đâu, nhưng em chia sẻ luôn này. Ví dụ như đây, không may chỉ là vệt nhỏ một tí thôi, nó cũng thành một cái vệt sơn này rất là xấu. Em sẽ đánh bóng lại này. Quan trọng các bác nhìn này. Các cái khớp lối khít khịt như thế này cơ mà. La răng thể thao phanh ABS gầm bệ sáng này. Dán hết cách ồn, cách âm đầy đủ rồi. Đấy, quan trọng nhất là vẫn là nội thất giữ như thế này cơ mà. Chân nỉ zin nhưng ghế dưới là giảm 6D sạch sẽ nhá. Ghế da cao cấp căng mọng cho em ạ. I20 số tự động đây. Các bác ơi nhấc máy lên đi ạ. Alo trực tiếp cho em Lê Hương có hotline đi. 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhá. Táp lô đẹp này. Đây, cái chỗ này thì không thể tránh được một chút nhá, sức sức một chút, như này là cái nhỏ thôi. Mua xe cũ, đã qua sử dụng thì các bác hoan hỉ cho em một chút đấy ạ. Quan trọng là ốc nhái không hề bị vặn mở nhá. Những chỗ này em sẽ xử lý cho các bác nhà mình. Đấy, bốn loa chip, bốn loa to, hỏi sao nghe nhạc hay như vậy các bác ạ. Quan trọng là zin toàn xe luôn. Zin toàn xe luôn. Xin nhan tích hợp trên gương, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 4 2024. 2015 số tự động. 2015 số tự động đây, I20 số tự động đây các bác nhá. Vẫn còn bùn đất dính trên xe, các bác thông cảm một chút. Vì xe quá là đẹp nên em muốn quay luôn này. Cam lùi, cam hành trình, cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon. Nội thất, ngoại thất em quay rồi, em sẽ quay luôn cả bên khoang máy nhá, trung tâm bộ lão của chiếc xe. Trước khi quyết định mua xe gì các bác xem phần trung tâm bộ máy đầu tiên đúng không ạ? Cụm đèn pha auto này, cảnh báo khi mở cửa đây. 418 triệu bao hồ sơ, còn thương lượng thêm. I20 số tự động đẹp, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng này, máy số zin. Đây ạ, xe gia đình nên các bác nhìn này vẫn còn khá là sạch sẽ, mặc dù là em chưa rửa dọn gì đâu, nhưng mà khá là sạch sẽ nhé. Bên trong trung tâm bộ lão của chiếc xe em sẽ quay chi tiết và cẩn thận hơn. Zin từ lắp dàn cò các bác này, zin từ lắp dàn cò, zin đi này, máy số là 4 máy này. Bên trong các bác nhìn này, cột kèo keo chỉ rồi, em đã quay rồi. Khung sườn này, răng xe này, máng nước hai bên này không hề có dấu hiệu vặn mở nhá, ốc nhái đây. Đấy, bình ắc quy sạch sẽ luôn, xanh lét luôn các bạn, xanh lét luôn. Máng nước hai bên này các bác nhìn này, răng này, ốc này, tất cả còn zin đẹp luôn. Lắp cabo không hề có dấu hiệu vặn mở này. Đây các bác nhìn keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo luôn. Các cái lốt cắt này, bấm đinh tán này, những cái này là phải còn nguyên bản nhá, chứ còn không thể làm ảo được đâu ạ. Sơn si thì em có thể tỉa tốt một chút cho các bác nhà mình để nhìn xe, mặc dù là về mua xe cũ nhưng mà gia đình người nhà nhìn chiếc xe nó còn hài lòng. Sơn si thì em sẽ tỉa tắt qua, còn máy số thì 100% là zin đẹp luôn nhé. I20 bản nhập khẩu số tự động 2015 về phục vụ bà con nhà mình đây. Test này mà đi xe này quá là đẹp luôn ạ. Hay là mua cho bà xã cũng quá là ok. Phiên bản hatchback không hề quá ngắn nhé, 418 triệu ạ. Nhấc máy lên và trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 nếu các bác quan tâm về I20 nhé. Còn bây giờ em xin phép được dừng video ở đây, trời hơi tối rồi. Xin phép các bác nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.